mày muốn nó thông minh hơn cơ. Hey Google, bật ổ cắm quạt. Xin lỗi, có vẻ như bạn chưa thiết lập thiết bị đó. Xin lỗi, có vẻ như bạn chưa thiết lập thiết bị đó. Quê vãi. Bây giờ mình sẽ làm lại cho mọi người cùng xem. Bật ổ cắm. Sau đây là kết quả từ YouTube. Rất ngu nhé. Bật ổ cắm. LATAM4. What's up mọi người, chào mừng mọi người đã cùng quay trở lại với channel Gen Z. Ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến cho mọi người một món đồ cực kỳ thú vị, mà có thể nói đúng hơn là một món đồ dành cho những đứa lười như mình. Bắt đầu video nha. Thì đó chính là một cái ổ cắm điện thông minh đến từ thương hiệu QCT, đọc tiếng Việt đi là QCT á. Thì đây là một cái ổ cắm điện mình mua khá là rẻ, chỉ đâu đó khoảng gần 200.000. Thì với cái ổ cắm điện như thế này thì nó sẽ làm được những gì thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người trong video ngày hôm nay. Đầu tiên, như cái tên của nó, một ổ cắm điện thông minh thì tất nhiên là nó phải thông minh chứ, chứ không lẽ ngu thì ai mà mua. Thì với cái ổ cắm này mọi người có thể sử dụng nó để cắm vào những cái thiết bị điển hình nhất, đó chính là quạt. Mình dùng nhiều nhất là để cắm cho quạt, bởi vì một khi mình đã nằm ở một chỗ nào đó thì mình cực kỳ lười đứng lên để bật một cái quạt, hay đúng hơn là nhiều lúc mình có thể tắt nó. Và với cái ổ cắm điện thông minh này thì nó sẽ giúp cho mình ngày càng lười hơn. Cơ bản là nó là như vậy. Bởi vì thực chất mình mua những đồ thông minh bây giờ chủ yếu là để giúp mình ngồi yên một chỗ mà vẫn có thể điều khiển được những món đồ khác xung quanh trong nhà của mình mà không phải đứng lên. Quay trở lại nhân vật chính thì cơ bản nó chỉ là một cái ổ cắm mà thôi. Mọi người nhìn thì nó có vẻ trông rất bình thường. Thiết kế của nó cũng rất là nhỏ nhắn, xinh xắn, vuông vắn nữa. Mình cầm nó ôm trọn trong lòng bàn tay như thế này và nó cũng rất là nhẹ. Và trên phần mặt của nó thì đây sẽ là nơi mà chúng ta sẽ cắm những thiết bị của chúng ta vào. Cùng các bạn có thể cắm được những loại thiết bị mà có cái đầu cắm 3 chân thì vẫn có thể cắm vào đây được nè. Còn về cái chân cắm của nó sẽ là một chân dẹt 2 chân như thế này, thì nó cũng rất là phổ biến để cắm vào những ổ điện ở Việt Nam. Ở phía dưới chúng ta sẽ có một cái nút nguồn, thì cái nút này khi mà các bạn bấm nó một lần thì nó sẽ là tắt hoặc là mở. Còn nếu như các bạn bấm giữ thì là nó sẽ reset và cũng như là kết nối với smartphone thông qua ứng dụng QCT Smart. Về cơ bản thì nó cũng khá đơn giản như vậy thôi. Còn đối với phần nội dung chính thì mình sẽ trình diễn cho mọi người một cái bí thuật mà mình đã sử dụng trên cái ổ cắm này. Thì để cho mọi người dễ nhìn và cũng như là dễ hiểu hơn một tí, thì mình đang quay màn hình của chiếc điện thoại của mình đang sử dụng cái ứng dụng đó chính là QCT Smart. Về cái ứng dụng này thì mọi người có thể download trên Play Store hoặc là App Store thì nó cũng rất là dễ dàng thôi. App này hình như là của một người Việt Nam viết ra. Thì nó cũng hỗ trợ đầy đủ tất cả các tiếng Việt để cho mọi người có thể dễ dàng sử dụng nhất với cái ứng dụng này. Thì khi mọi người mở ứng dụng này lên rồi mọi người download về, mở lên các thứ, mọi người đăng ký tài khoản và nhập tài khoản vô, thì khi mọi người kết nối với cái ổ cắm này thì tất nhiên nó sẽ hướng dẫn đầy đủ những cái thông tin. Nói chung là nó hướng dẫn cho mọi người rất là trực quan cách để kết nối. Thì cá nhân mình là một thằng rất là ngu thì mình cũng có thể tự tìm hiểu để kết nối được. Ở đây thì mình đã có sẵn một thiết bị là mình đã kết nối rồi, thì mình có thể ấn vào nó và mình sẽ ấn bật. Đó, mọi người có thể thấy là cái quạt của mình nó đang bật và đang xoay đây. Và mình có thể ấn tắt. Đó, thì cứ mỗi lần mọi người ấn như vậy thì nó sẽ có một tiếng tắt phát ra từ cái ổ cắm. Thì nó là tiếng mà mình không giỏi về điện lắm, nhưng mình nhớ không lầm thì nó là tiếng sập sập cái gì đó, mình không nhớ lắm. Mọi người thông cảm. Nhìn thì nó có vẻ đã bắt đầu thông minh hơn rồi đấy, nhưng mà mình muốn nó thông minh hơn cơ. Và một cái điểm mà mình cực kỳ thích với cái QCT Smart đó chính là nó có hỗ trợ cho các bạn liên kết qua trợ lý ảo Google. Thì ở đây mọi người ấn qua tab này, mọi người sẽ thấy chúng ta sẽ có một cái dòng chữ đó là điều khiển từ bên thứ ba. Thì ứng dụng này sẽ cho chúng ta hỗ trợ cùng với Google để có thể điều khiển chiếc ổ cắm này. Thì ở đây để liên kết rất là dễ dàng thì mọi người sẽ vô phần Google Assistant. Mọi người sẽ vô phần đó chính là trợ lý và phần điều khiển đó. Thì ở đây mình sẽ vô cho các bạn coi trợ lý này, chỗ điều khiển nhà. Ở đây thì mình đã liên kết cái ổ cắm của mình và ở đây mình sẽ để là ổ cắm quạt. Thì để khi mình nói câu lệnh thì Google nó sẽ nhận biết được. Về cách thêm thì mọi người có thể ấn vào dấu cộng ở đây. Mọi người ấn vào cái chữ đó chính là Smart Life. Đó, như ở đây thì mình đã liên kết với cái ứng dụng này rồi, thì nó sẽ hiện sẵn ở đây. Còn nếu như bạn nào chưa liên kết đó thì các bạn chỉ việc search ra rồi mọi người ấn vào cái ứng dụng này, rồi sau đó mọi người nhập tài khoản thì nó sẽ tự động đồng bộ những thiết bị ở trên app QCT Smart qua cái ứng dụng Google này.
Vì đăng quay màn hình cho nên mình sẽ không thể hiện trên màn hình điện thoại để các bạn thấy được. Nhưng mà mình vẫn sẽ để âm lượng to nhất để mọi người có thể thấy được là Google nó hoạt động như thế nào nha. Hey Google, bật ổ cắm quạt. Xin lỗi, có vẻ như bạn chưa thiết lập thiết bị đó. Xin lỗi, có vẻ như bạn chưa thiết lập thiết bị đó. Quê vãi. Bây giờ thì mình sẽ làm lại cho mọi người cùng xem. Bật ổ cắm. Sau đây là kết quả từ YouTube. Rất ngu nhé. Bật ổ cắm. LATAM4. Bật ổ cắm. Ok. Chắc chắn rồi, đang bật ổ cắm quạt. Đó, nhưng mọi người có thể nghe được là Google vừa nói xong cái câu lệnh là chắc chắn rồi, đang bật ổ cắm quạt. Nó sẽ đồng thời bật cho mọi người cái ổ cắm mà cái quạt của mọi người đã cắm vào đó. Thì sau nhiều lần khá là fail, thật ra cái này nó liên quan về vấn đề mà phát âm và cũng như là Google nó nghe được như thế nào. Bởi vì thực chất cái từ bật đó mình sử dụng thường xuyên á, mình hay kêu là bật ổ cắm thì nó thường hay nghe ra là bắt ổ cắm, mình khá là khó hiểu. Đôi khi nó Google nó rất là ngu nhé, mình rất là khó chịu cái vấn đề này. Nhưng về cơ bản thì mọi người cũng có thể ra lệnh cho nó bật tắt, thì bây giờ mình sẽ thử tắt nó nha. Tắt ổ cắm. Được rồi, đang tắt ổ cắm quạt. Đó, như vậy thì mình có thể điều khiển được tất cả những thứ mà mình cắm vào cái ổ cắm QCT Smart này. Thì việc còn lại mọi người chỉ việc ra lệnh cho nó đó chính là bật hoặc tắt. Thì như vậy chúng ta có thể gia tăng gấp đôi độ lùi của mình khi mà ở nhà. Trong đó là mình đang nói về mình đó. Và các bạn cảm thấy như thế nào về cái ổ cắm QCT Smart này thì đừng quên để lại phần bình luận phía dưới video nha. Bên cạnh đó nhấn like và subscribe cho Gen Z để ủng hộ mình trong những video sắp tới. Mình là Gà, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Peace.